Hello, chào cả nhà Hôm nay mình sẽ ghé thăm nhà của một người bạn Và để quay cái video về à, trồng bầu sao nha cả nhà Đây là trái bầu sao, nó có mấy cái chấm chấm trắng trắng Mỗi người sẽ có một cái quan niệm, một kiểu thích riêng Người thích trồng cái bầu dài màu xanh đậm Có người thì thích trồng bầu kiểu này do đó Mình sẽ đi từng nhà và Làm được một cái video đầy đủ để đưa lên cho cả nhà hình dung và cái cách trồng của người ta như sao đây là cái dạng bầu ở ngoài ở nước đất nha cả nhà khi mà trồng cái này thì mình phải chuẩn bị từ đầu mùa xuân khoảng tháng 3 là mình gieo hạt ở trong nhà trước chứ mình gieo ở ngoài thì nó sẽ không có kịp tại vì cái thời gian mùa hè ở đây nó rất là ngắn và giống như năm nay thì mùa hè lại trời lạnh rất là nhiều ngày Do đó rất là người, rất là nhiều người thất thu, không có trồng được cũng không có ra được. Đây là cái gói cái hình ảnh cái gói hạt giống của nó cả nhà. Bạn mình mua ở Việt Nam đem qua và nếu mà ở Đức thì cả nhà có thể lên Facebook đăng tìm kiếm và có rất là nhiều người bán ở Đức nha cả nhà. Nó cũng như cái hạt bí đao và hạt khổ qua, cái vỏ nó rất là dày do đó mình phải ngâm nước qua một đêm ngâm nước ấm một đêm và sáng hôm sau mình dùng cái kèm bấm da mình, uh, kèm bấm móng cắt da mình bấm cái mép cho nó bung ra hai cái mép bung ra giống như mình cắn cái hạt dưa rồi xong mình cho vô đất ẩm rồi mình trồng trong nhà khoảng một tháng đến khi nó lên được à, hai cái lá thật đầu tiên nó sẽ lên hai cái lá mà giả rồi sẽ ra hai cái lá thật và mình cứ chờ Nếu mà trời thiệt ấm thì đem ra luôn Còn trời mà nó lạnh nó ấm Thì mình phải ban ngày đem ra Và đem ban đêm đem vô nghe cả nhà Chứ không thôi đem ra lạnh quá Nó cũng chết cái này nó không có chịu được trời lạnh Sống ở đây mà trồng mấy cái này khổ lắm cả nhà Và sau khi đem ra bây giờ là thời tiết đang tháng 5 nè cả nhà mình nói xin nói lại một nhắc lại một lần nữa là đây là vườn của bạn của mình nhà mình không có vườn thành ra không có trồng được nhưng mà muốn có một cái video đầy đủ thì mình phải chịu khó lên nhà người ta một tháng một lần và khoảng bà năm sáu tháng về thì là coi như đến khi mà thu hoạch là coi như cái video này nó hoàn tất cũng kéo dài cũng khoảng năm sáu tháng cả nhà khi nó lên được như vậy thì riêng bầu cái ông này là không có cắt cái gì hết Và chỉ đổ thêm đất, thêm đạm vô thôi Nếu mà mình có đất compost mình xin được Thì mình đổ thêm nó cũng là một cái đạm phân xanh Còn không có thì mình mua cái đạm viên phân bò mình rải cho nó Đầu tiên thì mình rải là khoảng một tháng mình rải cho nó một nấm theo hướng dẫn ở trong bao bì nhưng mà khi nó lên có bắt đầu có trái thì là mỗi hai tuần mình rải cho nó một lần đây bạn mình lại chỉ rải bằng cái compost là cái phân xanh người ta ủ mà nhà nước người ta cho miễn phí mình đi lấy cả nhà. Mình đã có ra một cái video về hai lần cái video về cái compost miễn phí này rồi. Cả nhà có thể coi lại để tìm xem coi là ở chỗ cái cái khu vực của cả nhà có cái compost này không mình lấy thì không phải tốn tiền và nó rất là tốt. Nó không bị hề bị sâu bị bệnh gì trong đó. Vì người ta đã nung nấu nó rất là lâu Đến khi nó rã tất cả những cây xanh nó rã ra thành đất như vậy Thì mình đem về mình xài Bây giờ là thời tiết tháng 5 Mà tháng 5 năm nay ở Đức cũng ngộ lắm cả nhà Nó cứ lạnh nóng lạnh nóng hoài luôn và có nhiều người khi ôm xong đem ra vẫn bị chết rất là nhiều phải ôm lại lần thứ hai thứ ba và bây giờ đang là tháng 6. Tháng 6 và gần cuối tháng à, cuối tháng 6 gần tháng 7 và vàng bộ nó đã leo lên tới trên. Nó đang bò ở trên cái vàng. Bạn mình có tỉa bớt một hai lá thôi cả nhà nhưng mà không có tỉa hết như là cái bí đao của ông Bé Sài Gòn. nó đang ra những cái qua đực và qua cái cái này mình không cần thụ phấn nó nó tự nhiên nha cả nhà khi có ong, có bướm thì nó tự nhiên nó thụ phấn từ bông đực bông cái và nó sẽ tự kết trái nó tự thụ tinh với nhau là nó kết trái nó cho ra trái Cái nào mà có cái bông không á, thì nó sẽ rụng và nó không thành trái Cái nào mà nó ra một khúc dài xong cái bông nó nằm ở trên đầu trên ngọn Thì cái đó là mới ra trái nha cả nhà mình cũng thích rất thích về cây do đó nghiên cứu tìm hiểu mặc dù mình không có trồng được cái loại này ở nhà mình vì không có vườn nhưng mình cũng phải tìm hiểu cái gì cái bông đực bông cái ra làm sao và cây nào cần cần có cây đực cái cái hay thế nào do đó mình mới nói được hiểu được và để làm được cái video nha cả nhà và có khi mà không hiểu thì cũng phải vô internet và tự tìm thông tin bây giờ đang là tháng 7 và có ra lát đát được những trái bí cái bầu rất là nhỏ mình xin lỗi nó lộn cái bí Bây giờ nó đã leo lên được sắp nửa vàng rồi. Cái vàng này nó bằng nó bằng gỗ và không có sơn phết lớp ở ngoài do đó nó nó quằn xuống và nó sắp sập luôn cả nhà. Đây cũng là một cái kinh nghiệm do đó khi làm cái vàng mình những cái cột mình chôn nó thì mình nên sơn phết nó bằng cái lớp chống thấm, cái chống nước, chống mục. Thì một thời gian sau thì nó mình sẽ không có bị quằn như vậy. Và ở trên mình nên thả những tấm lưới giống như cái hàng rào đứng đó cả nhà thì là hay nhất. Còn mình thả mấy cái cái, cái bằng cái gỗ, cái thanh gỗ này thì mình thấy khoảng mười mấy năm thì nó cũng sẽ bị sập xuống thôi. Bây giờ đang tháng 7 nha cả nhà. Giữa tháng 7 đã ra được một số trái. mình quay cái này là khoảng cứ hai tuần ba tuần mình quay một lần mình nhớ có một cái video có một người nói mình là tại sao trồng ngò gai giờ mới ươm xong bằng cái kim thì đem ra chậu lại có bông là tại vì mình không có quay từng ngày từng ngày được mình quay từng một tháng hai tháng thì đương nhiên nó phải như vậy nhưng mà bạn ấy cũng bắt bẻ như vậy nói là mình không có làm thật Ví dụ mình ươm một cái hạt xong nó lên hai lá rồi xong mình bỏ vô chậu thì khoảng 1 2 tháng sau khi nó đã thành bụi rồi mình mới quay nữa chứ mình đâu có đâu có ai thích coi mà mình quay mỗi ngày hay quay mỗi tuần đâu. Nhưng mà đó cũng là một cái kinh nghiệm mình phải nói nhiều hơn trong video. Cũng như là mình giải thích để các bạn đã tưởng là mình cứ là coi như là không thật từ lúc mà mình ươm từ hai lá giống như bầu sao này cho đến lúc này là cũng phải mấy tháng trời cả nhà và bây giờ đã có xuất hiện những trái rất là lớn và khi những trái lớn này mình phải cắt ăn chứ không thôi là nó sẽ già đến năm sau mà nếu mà mình muốn để giống thì mình sẽ để một trái lại để làm giống nhưng mà như vậy mình sẽ lỗ mất cái trái đó vì không ăn được đến năm sau thì cứ tự tìm hạt và mua khoảng 2 euro thì mình lại gieo được cái 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 vụ mới cho năm sau mình không cần để giống luôn Cái nhà nhìn cái vàng nó quằn xuống mà bạn mình phải lấy cây ghép lại như vậy mà khi mình chui xuống dưới cũng rất là nguy hiểm mình mà có nhà mai mốt mình cũng sẽ làm như vậy mình nhưng mà mình sẽ làm mấy cái trụ thật chắc và gần nhau để mình thả những tấm lưới ở trên Người ta kêu là lưới B B40 cả nhà. Giống như cái hàng rào đứng mà mình thấy. Đây cái nào mà vừa tầm vừa ăn là phải cắt ngay bạn mình đang cắt cho bạn bè. Ở đây khi trồng xong thì nó đến khi thu hoạch thì ăn không có kịp, ăn không có hết, do đó phải cho bớt bạn bè. Cho qua cho lại hoặc cho những người thân. Ở Việt Nam thì nó dễ hơn, mình cần thì mình cứ ra chợ mình mua lúc nào cũng có. Nhưng mà ở đây chỉ là được mùa hè thôi cả nhà. Mùa hè hoặc mùa thu như bây giờ là bắt đầu thu hoạch thôi chứ qua mùa thu rồi là cũng khó có. Nhưng mà cái giống bầu này cũng rất là hay, mình cắt như vậy rồi mình để với cái hầm hầm lạnh và tối thì mình có sẽ có ăn trong mùa đông. Trong mấy tháng mùa đông hoặc có người người ta sẽ cắt cái vỏ ra và người ta cắt thành những cái uh, miếng nhỏ nhỏ xong người ta để tủ đá cũng ăn được cả nhà đó là những cái cách để mình để có đồ ăn trong mùa đông và mùa hè thì rất là nhiều tất cả cái chợ châu á hầu như đều có bán do người dân người ta trồng nhiều người ta bán hoặc người ta rau bán trên facebook rất là nhiều luôn nhưng mà ai cũng thích trồng, ai có vườn, ai cũng thích trồng hết. Đó là một cái thú vui giống như một cái cái giải trí sau những ngày đi làm mệt nhọc thì người ta đi làm về người ta sẽ tưới vườn, người ta trồng cây, trồng trái. Đó là đời sống thường ngày của người ở Đức, cả nhà của người Việt mình ở Đức. Mấy cái bầu này thiệt là to luôn, dài hơn một mét đó cả nhà hello cả nhà mình xin tạm dừng video ở đây mong đón nhận được sự ủng hộ cũng như góp ý của cả nhà facebook của mình như ảnh đại diện ở youtube nha cả nhà bye bye